Chào mừng các bạn đến với chương trình học tiếng Anh 3 phút mỗi ngày. Hôm nay chúng ta sẽ học một câu rất thông dụng. Can't help but do something. Không nhịn được phải làm một việc gì đó. Khi tôi xem một bộ phim cảm động, tôi không nhịn được, tôi phải khóc. Khi một người nghiện thuốc lá hay là bia rượu, anh ta thấy thuốc lá và bia rượu thì anh ta không thể nhịn được, anh ta phải hút thuốc hay là anh ta phải uống bia, mặc dù anh ta đã cố gắng không làm việc đó. Các bạn hãy nghe đoạn đối thoại sau đây nhé. What are you doing? I'm eating more cake. You're supposed to be on a diet. Oh, but it's so good. I can't help but eat it. Anh đang làm cái gì vậy? Anh đang ăn thêm bánh ngọt. Nhưng lẽ ra anh đang ăn kiêng mà. Nhưng mà nó ngon quá. Anh không nhịn được, anh phải ăn nó thôi. You're supposed to be. Nghĩa là bạn được trông đợi làm việc gì đó hay là bắt buộc phải làm việc gì đó. Ví dụ như, Marie đáng lẽ ra phải chịu trách nhiệm về tổ chức lễ hội, nhưng cô ấy đã không có mặt. Hoặc là, thưa anh không được chạy quá tốc độ quy định trên làng đường này. You are supposed to be. Anh lẽ ra phải nên làm việc gì đó. I can't help but eating it. Tôi không thể nhịn được, tôi phải ăn. Còn bạn? Bạn không thể nhịn được việc gì nào? Hãy luyện tập với bạn của mình và hẹn gặp lại! What are you doing? I'm eating more cake. You're supposed to be on a diet. Oh, but it's so good. I can't help but eat it. What are you doing? I'm eating more cake. You're supposed to be on a diet. Oh, but it's so good. I can't help but eat it. What are you doing? I'm eating more cake. You're supposed to be on a diet. Oh, but it's so good. I can't help but eat it. Chương trình được thực hiện bởi Edumi.